非常感谢大家一直以来支持 Moonspace Mall Vietnam， 也感恩商家们对 Moonspace Mall 的信任。我也非常感谢所有的 Moonspace Mall 的员工，一直来对我们的陪伴。是的，在我身边呢，就是大家非常熟悉雨天树商城的总裁 Mr. Alex， 今天呢也专程来到了越南。那今天早上呢，我们就完成了跟这个大马驻越南的这个大使馆的官员的见面。可不可以跟所有的财经新闻的观众朋友的家人们呢，给大家汇报一下今天早上这样子的一个交流会得到的一个总结？王Sir你好。Okay, today we have a very interesting and very productive meeting with the Malaysian Consulate of Vietnam. We believe that this meeting, we are going to achieve something really, like an incredible result, because the Malaysian Consulate in Vietnam has officially invited us to be part of the Malaysian Chamber of Business Network. So they asked us to be part of this network. And what does this network mean? This network means that we want space more will be officially collaborating with around 300 respective SMEs which is doing business in Ho Chi Minh City. And these businesses are not just Vietnamese company, but it's actually representing businesses in Thailand, the Philippines, Singapore, Malaysia itself, and this will broaden our network into Vietnam itself. 那刚刚这个一个真的是一个很好的消息。那是不是总裁你也看准了越南这样子一个市场？除了我们之前陆续的阿尔及利亚、越南啊、印尼的对接，那选择越南，我想说越南一定是你认为是一个非常有潜质跟潜能的国家。Okay. Vietnam is a very interesting place, because a lot of countries does invest in Ho Chi Minh City, but Malaysia is actually the number two biggest investor.In Ho Chi Minh City, the Malaysian consulate business actually asked us to leverage on this network because we believe by building on this network, it will actually expand our e-commerce business and also a strong foothold in the e-commerce network in Vietnam. So we aim to take a piece of the $100 million marketplace in Vietnam, and we will be expanding really very fast, and hopefully.We will also be opening office soon, also in Hanoi as well. 是的，财经姐常常说呢，这个也是新的一个时代，就是互联网的这个双赢时代。所以呢，我们其实通过登录雨天树商城 Moonspace Mall 的这个网站呢，我们就可以看到越南、印尼、韩国等等各个国家的这些商品，甚至在语言设置这个部分呢，也相当的方便。也就是说，大家好好的利用这个平台，然后去广传、去宣传、去让各个国家的朋友、家人们呢。认识各个国家的市场，让整个世界呢，因为这个平台给把满星云建立起来。那也祝福我们即将在这个越南胡志明市举办的这个雨天树商城越南呢的这个Grand Opening， 就是隆重开张的仪式呢，可以一切的顺利啦。恭喜你，谢谢。王Sir，拜拜。今天非常高兴能够来到越南胡志明市呢，来见证越南的这个雨天树商城的成立。将非常高兴听到呢，越南的胡志明这边呢的当地的我们马来西亚大使馆的官员呢，也见证了雨天树商城在越南的成立。这样就是说呢，Moonspace Mall 呢已经在越南正式立足，将希望在2018年即将会是越南。雨天树商城大展宏图的这个日子，这样我们希望能够看到更加多的越南的商品呢，能够在我们全球的 Moonspace Mall 都能够推销，能够介绍，就证明了我们的 MSD 呢跟我们的 MSP 呢就有更好的价值，让在市场上流通，恭祝 Moonspace Mall Vietnam 越做越好。这是我第一次来到越南，特地过来这里见证雨天树商城越南的开幕典礼，很开心的见到他们这个开幕典礼做得很成功。我也恭祝体力在这商城能够大展宏图。今天我来到了越南，参与今天越南的一个雨天树商城的一个开幕典礼。这里有一个很好的一个很精，让大家感觉到非常开心的一件事，就是我们的雨天树商城在越南这里。已经跟本地的马来西亚大使馆
哈、啊，来一个合作配合，而且马来西亚的大使馆在越南这里会跟我们的怡田树商城配合，会把更加多的商家来跟我们这个怡田树越南的这做对接。那么接下来我们将会在很快的时间内，整个市场将会是我们 Moon's Bay 的所有的 mall 都会跟我们一起做对接。这里是我非常兴奋的一个天大的一个好消息要跟大家分享。 Hello 大家好，今天呢就是我们在这里的2月8日，我们参加了这个 Moon Space 的 Moon Space Mall 的开幕典礼。那在今天呢，我们的这个越南 CEO 呢也强调了让我们知道关于这一个他会在 offline 跟 online 的这个 shopping mall 都会加强，然后在今年呢会大展宏图。那对于我们所有的会员呢，所有的 user 呢，所有的用户来说呢，是一个非常非常大的好消息，因为它能够让我们的 MSP 呢更加的有价值。那在这个市场上呢，让我们更有信心的去做这个市场，让我们更多人家人呢更有信心的去拥有更多的 MSD 跟 MSP。It's a great pleasure to be in Vietnam today to witness the opening ceremony of the Moon Space Mall. So I feel.So the official, I've gone to the embassy, then to knowledge, I've known that they are going to promote the bilateral promotion of the tourism in both countries, which will bring a lot of benefit to the economy. So hopefully 2018 will be a very good year for all Moon Space members. Xin chào các bạn, mình là GoCaster. Mình đến từ thương hiệu GoCast, thương hiệu thời trang cao cấp nam nữ.và các cái sản phẩm của GoCast được sản xuất tại Việt Nam. Qua video này mình muốn để các bạn biết đến GoCast và trong năm 2018 mình mong muốn là với cầu nối của Monbay, GoCast sẽ được các anh chị, các bạn và cộng đồng tiếp nhận, đón nhận cái sản phẩm của GoCast nhiều hơnvà đồng thời có thể nó lan tỏa được hơn nhiều hơn ở các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hy vọng mình sẽ đem GoCast là tiếng nói của người Việt Nam, ngành thời trang của Việt Nam đi vươn xa hơn trong năm 2018 thông qua cầu nối của Monbay.Rất mong các sự đón nhận của các anh chị và các bạn. Tầm nhìn, mình thấy tầm nhìn của Monbay là thấy là chiến lược không chỉ hướng tới là về thương mại điện tử mà còn hướng tới bất động sản, nhà hàng và tiền điện tử. Còn mong muốn của tôi, hy vọng của tôi về Monbay là Monbay sẽ cung cấp sản phẩm chất lượng hơn nữa đến khách hàng và cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh, tốt. Xin cảm ơn. Chào tất cả mọi người ạ. Mình là Khôi Sĩ, là nhà sáng lập của thương hiệu Rim Jam ạ.làm thương hiệu về đá phong thủy và vòng tay đá phong thủy ạ. Thì mình có cái tầm nhìn của Dream Jam với cả Moon Space Việt Nam á, là sẽ cùng với Moon Space Việt Nam đem cái sản phẩm đá phong thủy đến với tất cả những người ở Việt Nam và những người trên khắp thế giới. Và mình đang cầm trên tay đây là cái sản phẩm của mình á, một vòng đá phong thủy đây. Thì mình mong muốn thì cái sản phẩm của mình sẽlà một sản phẩm tốt và được đem đến tận người dùng một cách nhanh nhất. Tôi tên là Hồng Thanh. Tôi là người cung cấp những cái giải pháp mà cho những phụ nữ. Tôi cung cấp những cái hoa cài áo trên áo để tôn lên cái vẻ đẹp của phụ nữ của mình trên những bộ trang phục. Và tôi đã hợp tác với Monbay Mon và tôi mong muốn Monbay Mon mang những cái sản phẩm của Việt Nam, mang sản phẩm của quốc tế ra những cái tầm vóc quốc tế để cho sản phẩm của mình được mọi người biết đến hơn. Và xin cảm ơn, chúc cho Monbay càng ngày càng phát triển và có một cái tương lai mới hơn, xa hơn những cái quốc gia khác. Tôi xin cảm ơn ạ. Dùng cột sống, anh dùng cột sống